Thưa cha và cộng đoàn, con là Phêrô đặng trung thành, con ở giáo xứ Đức Mẹ của Chúa quận 3 cha. Ở giáo xứ Đức Mẹ hàng cứu giúp, nhận dân dòng Chúa thế, phải không? Rồi nói to đi, được cái gì? Thì ngày hôm qua đó thì con bị thoái hóa khớp này cũng ở năm mấy nay rồi. Ngày hôm qua con đi làm bình thường thôi nhưng cũng đau, con chịu được. Ngày hôm qua về là con không đứng, như vậy là con không đứng được nữa. Thì con mới nói với thầy Chúa, ngày mai là con đi giáo đường tin mừng. Mà giờ Chúa cho con như vậy, sao con mai con đi gặp thầy Chúa? Thì con mới nói, Chúa xin Chúa đêm nay Chúa chữa cho con, là sáng mai con đi lên để gặp thầy Chúa. Thì đúng y như là đời con xin. Thì sáng con dậy con trắng răng rửa mặt xong là con bước thử. Mà tối hôm qua là con không dám bước luôn, con ngồi lết với nhà không à. Cái con mới bước thử thế là mới em rồi. Bắt đầu cái chở con, vợ con con đi lễ nhà thờ với giáo xứ tinh chân của con xong. Bắt đầu cái con đi xuống đây luôn để con nói là con lên là con xin làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Tôi để tặng cho anh một cuốn sách gọi là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Thì xem đây cũng là một cái phương tiện để đi loan báo tin mừng. Với cuốn sách nhỏ này thôi, bỏ túi để xem biết lần chuỗi lòng thương xót, biết làm tuần kiểu nhật kính lòng thương xót, biết lịch sử ngày lễ lòng Chúa thương xót, cũng như là tiểu sử của Thánh Faustina. Ở trong đó có một cái trang đầu là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha trên trời. Anh chị em chỉ cần một cuốn sách này đã được giáo quyền imprimatur, tức là chuẩn nhận bởi Đức Cha đọc. Vì thế mà chúng ta chỉ cần một cuốn sách này là đủ. Đừng có làm nhiều thứ quá, những cuốn sách, những tài liệu mà không chính thức chúng ta không có sử dụng nha. Đây, gửi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và gửi tặng cho chị ấy một cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, mấy anh. Cha, con là Phêrô.